Tòa án Nhân dân thành phố Đà Nẵng vừa đưa ra xét xử và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thành Minh, 26 tuổi, trú phường Thạch Thang, quận Hải Châu, 16 năm tù về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Theo cáo trạng, chiều ngày 1 tháng 10 năm 2019, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an quận Hải Châu phối hợp với Công an phường Hòa Cường Bắc kiểm tra và bắt quả tang bị cáo Minh đang có hành vi mua bán trái phép chất ma túy với một con nghiện trên địa bàn, thu giữ một lượng lớn ma túy tổng hợp dạng hàng đá, thuốc lắc và ketamin có trọng lượng khoảng 40,506 gram. Qua điều tra được biết, trước đó Minh liên lạc lấy ma túy từ một đối tượng không rõ lai lịch tại khu vực đường 3 tháng 2 rồi đem về cất giữ để phân chia bán lại cho các con nghiện trên địa bàn. Tại phiên xét xử, Minh thừa nhận vì bản tính ăn chơi lại muốn có tiền tiêu xài và sử dụng ma túy nên đã lén lút liên hệ mua ma túy về kiếm lời.